Minoan Phone là một kèo đánh được cái chứ nhở. Nhưng mà vấn đề Minoan bài nó thế nào thôi. Bài đẹp thì sóc hai nhà BD đều. Bài đẹp thì sóc hai nhà BD đều, sau đó ngồi nhà phát triển lên Kim A. Dần dần thôi. Một hai nhà BA thể làm đầu, về sau phát triển trâu lên dần sau. Thì là đánh được đấy. Minoan Phone. Nhưng mà cái đảo các bạn thấy rằng cái đảo của game thủ đại chủ trận này nó đang rất là xấu. Siêu siêu xấu luôn. Thế này thì như vậy là cửa sáng cho Hoàng Nhi đang rất rất cao. Cực kỳ cao rồi. Được cái là đồ ăn nó nhiều rồi. Cái đảo thì nó xấu, đồ ăn nó quá nhiều. Trong cái map biển này mình thấy một cái map mà nó rất rất công bằng. Thông thường thì cái đảo, những cái đảo mà các bạn thấy rằng những cái đảo mà nó méo mó như này này, nó dị quá ấy, thì đồ ăn rất nhiều. Đấy. Còn cái đảo mà đẹp thì đồ ăn phải tìm. Rất công bằng. Và trong cái map biển, trong cái map biển là một kèo thi đấu mà mình thấy rằng là không bao giờ không nên đầu đời. Kiểu gì cũng vậy. Bẩn lắm, kích 11.5. Do là cái kèo này nó có rất nhiều những cái cá tôm bên ngoài nữa. Đại chủ bắt đầu đi dò rộng hơn. Một cái bài thi đấu cầm phô Phoenician nhưng mà đang không có rừng. Và như vậy là cái lợi thế của phô sẽ không còn được phát huy quá nhiều nữa. Đồi vòi quá lộc. Quá lộc. Bảy hiệu to. S nhân đồi đây, nhân 3 ở đây luôn. Ăn cá, ăn vàng, ăn hiêu. Rất nhiều cá, rất nhiều đồ ăn. Đôi sư tử, đôi voi. Dừng nữa, nhưng mà phải nói là cái vị trí đóng S Nó hơi xa quá. Bắt đầu mang dần đi và tìm nhiều hơn những vị trí phía bên ngoài. Một trận thi đấu mà mình nghĩ rằng game thủ đại chùa người ta nên thật kiểu là di cư đi. Di dần đi là vừa. Lôi hết dần về phía bên này đi, sống trong khu vực này. Đây là vị trí đang có rất nhiều rừng. Chứ còn ở đây, sống ở đây mà làm ruộng ở đây thì bắn thôi đủ chết rồi. Những con thuyền nó móc thôi đủ chết rồi, chứ đừng nói là thi đấu nữa. Một trận thi đấu mà game thủ đại chùa đang có cực kỳ nhiều đồ ăn. Nhưng mà chúng ta cùng xem game thủ đại chùa có thể thắng được một cái bài Minoan đến từ game thủ Hoàng Nhi, Hoàng Mai Nhi hay không. Minoan, Hitty và Ia, ba quân là tam tuyển trong cái map biển này. Tối quên không cung cấp cho các bạn một thông tin, đó là tối qua thì game thủ Hoàng Mai Nhi, à game thủ Đại Chủ. Game thủ Đại Chủ có tập luyện với game thủ Tiểu Thủy Ngư trong kèo thi đấu 3 thể loại, đó là Xiang, Map Biển và IC. Thì game thủ Đại Chủ là người giành chiến thắng với tỷ số 4-2 và thông Tiểu Thủy Ngư 4 trận, các bạn thấy. Để thua 0-2 sau đó bật ngược 4-2. Rất kinh. Người Trung Quốc người ta đang có cái thái độ tập luyện rất chăm chỉ cho cái giải đấu này. Tối nào cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mà tối nay Đại Chủ và game thủ Hạnh Hán thi đấu thì tối hôm trước thì cả hai game thủ này sẽ được bố trí những kèo tập luyện rất chăm chỉ luyện tập. Còn mình thấy bên phía Việt Nam thì tập nhiều trong tập qua những cái giải đấu thôi, mà giải đấu thì tuần có một lần, mà tổ chức có một lần một năm thôi. Chỉ có mỗi Hồng Anh và Chim Sẻ thông nhau kèo cung R, chứ còn chưa thấy nhiều kèo tập luyện. Để có thể thấy rằng các bạn thấy rằng các game thủ Trung Quốc họ đang có cái thái độ rất nghiêm túc cho những kèo đấu với người Việt Nam. Tính dân tộc được đặt lên khá là cao. Đặc biệt là họ thích thật cao su lắm. Phô Min. Một cái bài mà game thủ đại chủ quyết định là không ăn đôi vòi nữa. Đỡ mất câu hay là cái gì mà có câu không. Nhưng mà không câu nữa, ăn thuần cá thôi cho nó nhanh. Kết hợp với đạn với quả nữa cho nó tiện, đỡ phải câu vòi rằng nhặt. Chẳng may chết con nông dân thì nó lại hơi đáng tiếc. Nhà BD đã có xin thuyền đánh cá đang khác. Con thuyền đánh cá nó làm cá thì siêu siêu nhanh. Nào, chúng ta cùng đếm nào. Bắt đầu khai thác lúc 9:28. Thử đếm xem nó ra bao nhiêu lâu nào. Mười một, mười hai,
13 14 15. Rồi, như vậy là 30 giây làm được khoảng tầm hơn 30 giây làm được 15 thực. Nhưng mà được cái là không mất công di chuyển những con thuyền. Đứng sát luôn. Mày không thể kiểu là di chuyển những con thuyền đi ra đi vào. Một lần đổ giờ được 15 thực. Khá ok. Một cái bài mà game thủ đại chủ vẫn đánh với một số đoạn dân, mình nghĩ rằng nó hơi ít. Khoảng 26 đoạn dân và thêm hai con thuyền nữa. Kích đời là khoảng 10-50. Đóng nhà BA 28 dân dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Cũng rất nhiều, cũng rất nhiều dân đấy. Nhưng mà khả năng là cũng có thuyền đánh cá đến từ cả hai game thủ này. Phunesian đang tận dụng lợi thế về gỗ của mình. Đang xin con thuyền rất chủ động rất nhiều. Chỉ có hai chiếc nhà bé ăn gỗ thôi. Hai chiếc ăn gỗ nhưng lượng gỗ cũng đang rất dư giả. Bố gỗ đang nâng, vẫn còn quá nhiều đồ ăn. Những trận thi đấu đã qua thì game thủ đại trù thật sự mà nói là cái quân bài nó quá đẹp. Đánh xe thì kẻ có đẹp hay xấu thì vẫn là một cái kiểu khó dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Nhưng mà đến kiểu mắt biển này thì một cái quân đẹp, bài cũng đẹp này thì rất khó thở. Xin thuyền ra đi công luôn. Phunesian rất trù gỗ. Ai mua đá? Để tí mua. Mấy uống hay bị ợ. Ba nhà BD luôn. Rất trồ. Trận nào vậy? Đại chủ đang sắp những cái bài ba nhà BD nó quá quen tay rồi. Mình nghĩ rằng với một cái lượng dân bình thường đó là khoảng 28 nông dân. Khoảng 28 nông dân trong cái kèo thi đấu này. Theo như mình thấy thì bên phía Trung Quốc người ta thông thường là sẽ đánh với hai nhà BD đều. Hai nhà BD đều thể ban đầu và sau đó sẽ là đánh những đơn vị quân trên bộ nữa để có thể thi đấu theo kiểu là tránh tình trạng bị dâng. Còn nếu như các bạn thi đấu theo kiểu là đánh thuần biển ấy thì có thể thi đấu theo kiểu như là thế này đâu này. Đánh ba nhà BD đều từ thời đầu tiên. Chim sẻ cũng vậy. Chim sẻ cũng là một người rất hay đánh cái lối đánh đó là đánh ba nhà BD đều từ ban đầu và về sau phát triển trên bộ sau. Nên đợt trước Hoàng Mai Nhi tôi nhiều cái bài mà Hoàng Mai Nhi đang chưa có bóng thuyền. Phải chăng là Hoàng Mai Nhi quyết định đánh thuần cung A? Phải chăng? Lượng vàng không phải là nhiều. Cũng xong dân. Thế như vậy là cái bài mà Hoàng Mai Nhi ra dân đều tại nhà và đánh cung A rồi. Mình chưa đi thuyền. Chết dần, người đáng tiếc. Không có nhà BD. Một cái vị trí bờ biển rất là dài nhưng không có nhà BD. Như vậy là Hoàng Mai Nhi quyết định đánh thuần những con cung A. Bờ biển rất dài, không có đường vào. Rồi, như vậy là không có đường để móc. Một cái bài đánh thuần cung A dành cho kẻ thủ Hoàng Mai Nhi. Đánh thuần cung A thế này thì kiểu gì về sau cũng vẫn phải đóng nhà BD để sắp những con thuyền chở đi thôi. Kèo này thì hơi khó rồi. Chúng ta cùng chờ đợi những điều bất ngờ đến với game thủ Hoàng Mai Nhi cũng như là game thủ chiến đích công trong kèo thi đấu tiếp theo sau đây. Chứ còn map biển này thì cũng đang hơi khó đấy. Phunesian bây giờ phát triển chơi những con cung R. Thuyền đánh cá đã nâng cấp. Như vậy là Hoàng đại chủ quyết định là không vẽ ruộng ở đây nữa. Một hai cái thôi. Chơi nhiều thuyền đánh cá lên do được vị trí này mà để thật sự mà nói thì vẽ ruộng mới bị móc vào rất là đau. Vẫn đang chỉ đứng ngoài đốt E thôi. Đốt E, đốt BM. Chưa lao lên được khi mà game thủ Hoàng Mai Nhi là một người đánh không có nhà BD. Và cái đảo của anh ta là một vị trí không thể móc được. Quá đẹp. Các bạn thấy cái bờ biển rất là dài và không có đường đi vào. Kín luôn. Đốt E. Điểm công nghệ 7 và 6. 7 và 6 điểm công nghệ. Thế như vậy là Hoàng Mai Nhi đã có cung A rồi đấy. 2 điểm lên đời. 1 điểm cái bố gỗ. 2 điểm cung A nữa. Như vậy đã đủ rồi đấy. Khả năng là cung A xong rồi đấy. Đây cung A 2 áo. Đúng rồi, tầm xa 2 chưa. Mình nghĩ rằng bây giờ khi mà những con cung A đã có tầm xa 2 rồi, tức là 7 cộng 4, thì những con thuyền cảm giác như không thể với vào đến nơi. Bây giờ đại chú đang muốn phát triển đèo và xin những con thuyền chở ra để chở những con thuyền sốc sang nhà cung R, sang nhà của Hoàng Nhi và móc máy thôi. Chứ còn với cái bài Min Oan mà lên thẳng cung A xong rồi, cung A lên xong rồi mà vẫn khỏe này thì thuyền hơi khó bắn. Tầm xa thuyền chỉ là 6 cộng 2 thôi. Không, cung A chưa lên thành tầm xa 4, 7 cộng 4. Nhưng những con cung A cần chú ý, đứng lợi dụng tầm xa đi. Đứng thật sự là tốt.
tầm trung tầm xa của những con cung ma đó là 7+4, thì những con thuyền cảm giác không có cửa đâu. Đại chủ anh ta đang khá kinh nghiệm, anh ta đang giải những thuyền ra phía bên dọc bờ biển này, các bạn thấy tránh tình trạng là bị kiếm thủ Hoàng Ma Nhi có những tuần móc bằng những con thuyền chở mang sang quản biển, rất hay. Ở nhà đang phát triển và đang ra dần đều quên ba dần, rất nhiều thuyền đánh cá thì vậy vẫn thực đó đang là quá khỏe. Có vẻ như là kiếm thủ đại chủ đang muốn quản biển, không cho kiếm thủ Hoàng Ma Nhi đóng những chiếc nhà BD. Mình nghĩ như vậy, chứ bây giờ mà đóng những nhà BD và chở được thuyền sang thì với cái khoảng cách bờ biển nó gần như thế này thì chở thuyền chở cung ma sang rất là nhanh. Tham lai của đại chủ đang là 62, phát triển trâu và đang muốn nhảy 4 sao, mình thấy đang có dấu hiệu đào vàng. Tham đã đưa vào cân 42 dân và 47 dân, cần đề phòng một bài mà kiếm thủ đại chủ sẽ lên 4 khi mà anh ta đang vẽ rất trâu ruộng, bắt đầu đào vàng rồi, nâng cấp cái gì đó dường như là đầu máu. Đào vàng đã nâng xong, 4+2 cũng đã có rất trâu, đua phát triển với người Trung Quốc. Đây là phô. Nếu như phô bây giờ lên 4 mà không dâng được đạp đôi hay những con song voi sang đây thì cũng chả có cửa gì, thiếu minh oan cả. Phonesia hay đánh thuyền nhỉ? Đánh thuyền thì những con thuyền cẩu của phô thì nó rất là lợi, bắn nhanh hơn. Nhưng mà không biết game thủ đại chủ sẽ quyết định dùng cái phương án gì đánh trận thi đấu này. Phải nói là rất kinh nghiệm các bạn thấy. Mình phải nói là rất kinh nghiệm. Chặn những cái con thuyền ở đây, không cho game thủ Hoàng Văn Nhi xây nhà BD để dâng cung A lên. Chứ nếu như bây giờ mà xây vội được một cái nhà BD ở đây, chở sang đây thì mình nghĩ rằng là chở được khi mà quãng đường rất là gần. Chở được đấy. Cố chở thì chở được, chứ nhưng mà không biết là sang đến nơi thì không biết còn làm cái gì được không chứ. Cái kinh nghiệm lượng vàng thì đã là đủ rồi. Gần đủ rồi. Chuẩn bị một tấn kích 4 đến từ game thủ đại chủ. Phát triển tương đối nhanh. Hoàng Văn Nhi kích 40. Lượng vàng của Hoàng Nhi bây giờ đang là 980 vàng, 53 dần. Bằng khít nhau như vậy là Hoàng Văn Nhi cũng đang xong dần rất tốt. Một cái bài thi đấu cung A và dần gần như là kiểu đánh cung A trong chủ lực luôn. Phát triển tại nhà, thủ tại nhà và phát triển. Kích 4 đến từ game thủ đại chủ. Thời điểm phút thứ 2 đến 3 trong game. Tương đối sớm. Tương đối sớm nhưng mà mình nghĩ rằng chưa bằng được cái kỷ lục của Sao Long được. Cầm Yamato đi đầu chim sẻ kích 4 ở thời điểm phút thứ 19:55. Coi như là phút thứ 20 đi. Dã màn hay là vẫn đều và vẫn vãn thì đó là con quái vật rồi. Quái vật là người thường cũng không so sánh được. Nhưng mà đại chủ vẫn trận này kích đời như vậy tương đối sớm. Kích 4 rất sớm. Tham cân 53 dân và 60 dân. Hoàng Mai Nhi đang buôn dân đúng chất một chủ lực rồi. Buôn dân được nhưng phải có những pha xây nhà BD được và dâng cung A lên. Móc máy, tốt thiểu là móc máy trước đã. Tránh cho game thủ Hoàng Mai Nhi lực đại chủ lực khỏe. Chứ với cái bài này thì mình nghĩ rằng đại chủ anh ta khai thác gỗ thôi. Anh ta chơi thuần những con thuyền thôi. Chơi thuyền cẩu đá thôi thì những con cung A cảm giác cũng hơi khó ở đấy. Nhưng bây giờ mà Hoàng Mai Nhi là người lên 4 chơi ca to, Hoàng Mai Nhi đến 4 chơi ca to, thậm chí ca thần luôn cũng được. Chơi ca to đứng cạnh bờ biển, chơi những con cung A đứng đây thì khả năng người khóc là đến chính là game thủ đại chủ. Bây giờ những con ca to mà đứng đây nó cẩu thì những con cung R thực sự mà nói thì chỉ đứng xem thôi, đứng xem và chết thôi. Bây giờ những con cung A và những con ca đứng thủ, sau đó Hoàng Mai Nhi sẽ chơi những con thuyền chay thuyền. Thì những cái đơn vị cung A và những đơn vị ca là một cái đơn vị mình nghĩ rằng lượng gỗ mất đi không nhiều, đập được cung A. Thế như vậy lượng gỗ còn lại trên đảo của game thủ Hoàng Mai Nhi sẽ dùng để thi đấu những con thuyền. Thì bây giờ không biết là game thủ đại chủ sẽ thắng kiểu gì. Nếu như đưa trận này về cho trận lên 4, lên 4 được, phải có song voi thì cung A. Phải là song voi. Nhưng như vậy đang chở dân lên đây để ăn gỗ, khả năng là muốn đánh thuyền rồi. Muốn đánh thuần thuyền rồi. Tình hình lên 4, chưa ai lên. 71 dân đánh cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Rất trâu dân. 71 dân. Buôn dần đúng chất chủ lực rồi. Phải xem là đưa về trận hòa. Đã để một xong, chơi cái gì? Đang nâng cấp có lẽ là lửa và bắn chặn. Bố gỗ cũng đang nâng, không nghĩ rằng đây là cái đào vàng 2 hay là cái gì, chờ xem nào đã. Đây lở như vậy là đang muốn đánh đập đôi hay sao? Đập đôi hay là voi? Mình nghĩ rằng song voi cũng được. Song voi là một phương án đánh được để thi đấu với những con cung ma minh oan. Thế nhưng mà lượng thực ít như này thì song voi cũng là một cái điều gì đó khá là chắc trở đấy. Kích đạp đồ thì cũng hơi khó khi mà lượng gỗ nó đang ít quá.
Đại chủ nó vẫn bung ra phía ngoài để chiếm những tài nguyên trên những cái đảo nhỏ. Trên những cái đảo nhỏ thì thông thường cũng có khá nhiều tài nguyên. Hòa nhìn được 4 chưa? Vẫn chưa lên 4. 7, 9 dần, rất trâu. Thậm chí tham này của Hoàng Nhi đang đè lên. Tham này Hoàng Nhi đang là nhỉnh hơn, tham nhỉnh tham hơn do là đang nhiều dân hơn và có đại lượng cung ma cũng rất trâu. Bắt đầu có thuyền. Nào thi đấu. Bây giờ sẽ lúc đánh nhau. Phát triển đến phút 27 trong game rồi. Bây giờ mới đánh nhau. Cung ngà các bạn thấy đứng từ bên này bắn sang bờ bên kia. Dã man. Không, thuyền của Dương Thủ Đại Chủ đã là thuyền đẹp. Hoàng Nhi vẫn chưa lên 4 ư? Chưa lên 4. Biển. Bây giờ biển sẽ là của Dương Thủ. Cũng đã lên 4 rồi phải. Chưa. Đây, bây giờ lên 4, như vậy lên 4 rồi. Như vậy là một pha mà thi đấu mà tham mai nó chưa áp đếp được. Bây giờ biển sẽ là của Dương Thủ Hoàng Hải đang đi đánh chuột. Còn đất liền sẽ là của Dương Thủ Hoàng Nhi. Cần đến con ca to ra để cấu con thuyền này. Thuyền con thuyền này thì mà nói nó hơi gãy ngứa. Mặc dù nó trông ra đấy hơi gãy ngứa. Tâm Sa Ba đã có, bắn chặn nó có. Và lửa mình nghĩ rằng cũng đang nâng rồi. Đúng rồi, bắt đầu xong lửa. Đúng rồi, đã xong lửa. Rất trâu. Ca to đâu? Chưa có ca to. 86 dần, cực kỳ trâu dần. Nhưng nếu như bây giờ Hoàng Mai Nhi không chiếm được những vị trí tài nguyên phía bên ngoài thì người thắng khả năng sẽ là Game Thủ Đại Chủ. Toàn bộ đảo phía bên ngoài đều là của Game Thủ Đại Chủ hết rồi. Cái đảo của Hoàng Mai Nhi có đủ để Hoàng Mai Nhi thắng trong trận điều này hay không? Không ai đâu, tầm sao được 4. Chưa là tầm sao 3 và chưa là có lửa. Chỉ có bắn chặn thôi. Mới chỉ có bắn chặn thôi. Cái lẽ vàng này là đến hai nhà bên đỏ để ăn. Hai nhà bên đỏ để ăn nhưng có ăn người không? Các bạn thấy những con thuyền cầu đá của Fulisa nó cầu lại nhanh như thế nào. Viên đầu tiên vừa chạm phát, viên thứ hai đã ra luôn. Sát thực quá rất nhiều. Đã có ca to. Đã có ca to. Nhưng ca to và những con thuyền nào thủ thì rất là sướng. Nhưng mà thủ đến bao nhiêu giờ đây? Chưa được làm đôi. Rồi, như vậy là một cái bài thi đấu mà Game Thủ Đại Chủ về cái thuần biển thôi. Không thi đấu trên đất liền nữa, thuần biển thì biển. Rồi. Cái bát vàng này của Game Thủ Hoàng Nhi sẽ phế. Bát vàng này để bạn được khó này. Đang móc. Hoàng Nhi đang móc bằng những con thuyền đẹp. Cái đảo hơi liệu gọi, móc hơi đau gật. Như vậy là bát vàng này đi, thì Game Thủ cũng sẽ không ăn được. Quanh trường này cũng thế, nhà chính có lẽ cũng vậy. Nhưng mà với cái lượng thực hiện tại của đội chủ thì một vài cái ruộng đây coi như cũng không phải quá nhiều đâu. Cả vàng nữa. Vàng thì trong này Game Thủ Đại Chủ thì xin vàng để sắp những con thuyền cẩu đá thôi. Đây. Đấy. Thật ra là lượng vàng cũng không tốn quá nhiều. Sắp những thuyền cẩu đá ra để thuyền cẩu khá nhà đi nhanh. Nhưng con ca thì đủ Hoàng Nhi đang đứng lỗi. Hoàng Nhi đứng lỗi cả. Rất đáng tiếc. Con ca đứng lỗi vị trí. Chết 3 con ca, chết 4 con ca rồi. Rất lôi. Một pha của Hoàng Nhi nhưng anh ta không chú ý. Nhưng mà chỉ đang bắt tay để điều những thuyền trên này. Hay là gì? Đã có vài bắn. Lại đứng lỗi cả. Mày đấy, chỉ là những con ca nó đứng đông và đang khiến con thuyền hơi khó thở. Đại chú đang điều thuyền rất nhiều tay. Như vậy đang điều những thuyền cầu đá để cầu. Điều được một viên thì viên thứ tư, 4 viên phát thì không né. Lại đứng lỗi cả rồi. Hoàng Nhi lại đứng lỗi cả rồi. Đúng lỗi cả. Minh Loan thắng được là nhờ ca. Nhưng mà Hoàng Nhi đứng lỗi. Bãi vàng này không ăn được rồi. Bãi vàng này quá đáng tiếc. Cái bãi vàng quan trọng này không ăn được. Căng. Một thế trận căng cho Game Thủ Hoàng Nhi. Đây các bạn thấy đấy, con ca nó xa như thế nào. Nhưng mà người lỗi thì sao lại. Một cái vàng nó đứng ngoài cho Game Thủ Đại Chủ khả năng là sẽ ăn đâu quặn thôi. Không cho Hoàng Mai Nhi ăn đã đủ thắng rồi. Chứ bây giờ ăn cả cái vàng nó thì lầy lội quá. Đây các bạn thấy đây, lại đứng ca rồi. Ca đừng đứng gần vào biển này anh ơi. Anh chú điều ca này. Đừng ca rất lỗi. Trên lại thêm trên 5 con ca nữa. Tiếp tục là 5 con ca nữa đúng lỗi. Đến con thứ 5 thì mới phát hiện ra, con thứ 6 mới phát hiện ra là mình đứng lỗi và đang điều. Rất trâu cả. Nhưng cái đường vàng có đủ cho phép mình Game Thủ Hoàng Nhi sóc ca nhiều như vậy không? Khi mà một bãi vàng nó hết rồi, bãi vàng này thì không ăn được nữa. Lại đứng lỗi cả. Rất may mắn.
Những con ca nó cậu là quá đau và đang làm cho những con ca này có khó thở. Vấn đề của Hoa Nhi bây giờ phải làm vàng. Đây là cái bãi vàng này cơ. Có BL dành cho game của Đại Chu. Dâng BL lên, đạp đôi rồi. Bất thình lình giật mình, dâng những con đạp đôi lên. Đạp đôi lên thế này rồi thì những con ca tính rằng nếu như mà lượng công an nó nhiều cơ. Bây giờ mà có nhiều công an thì thủ nhưng mà đạp đôi rất là trễ. Thì đây chỉ là đạp đôi của phu thôi. Chứ bây giờ công an có ít là chỉ toàn ca nữa mà lại cái này còn chỗ này dân. Thôi bắt đầu lao vào. Ăn dân trước. Rất khôn. Như vậy lượng công an đến từ game thủ hoặc là không nhiều. Công an phổ, công an minoan phải nhiều cơ. Thì những đạp đôi này nó mới nể. Chứ còn ít này thì đạp thẳng mặt luôn. Ăn dân trước, ăn dân ăn vàng trước. Rất kinh nghiệm này từ game thủ đại chủ. Đấy, đấy. Rất trầu cạn. Thôi, chết rồi. Hoàng Huy Kích, Hoàng Huy Kích cầu cho đơn của mình. Rất đáng tiếc. Cái đá vàng này gần vào biển này. Hơi khó ăn thật. Nhiều khả năng tỷ số sẽ là 3-0 cho nên một đại chủ trong kèo chỉ là mắc biển. Cái vàng chiến lược. Hơi đen là Hoàng Huy Kích không ăn thật. Chuyển cầu đá của Huy Sang là cầu nó nhanh như thế nào. Cái viên này nó chưa đến, nó được nửa đường thôi. Nó được nửa đường thôi mà viên thứ hai nó đã ra rồi. Đang điều chuyển là tương đối hay. Này 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 này. Đúng rồi. Vẫn đang né tương đối dẻo dành cho game của đại chủ. Còn thuyền vẫn sống được, vẫn đang cầu được, rất hay. Nào, nào, ở thuyền chết rồi. Khi mà một con thuyền nó vẫn tỉa được đến 3 con ca. Một con thuyền mà tỉa được 3 con ca thì các bạn biết nó hiệu quả như thế nào. Trong nhà của mình thì các con nguyên đến từ game thủ Hoàng Nhi đang hơi đầu hơi vất vả với những con đạp đôi. Hoàng Nhi resign. Tỷ số là 3-0 cho đại chủ trong kèo thi đấu bắc biển và khả năng như vậy là 3-0 kèo bắc biển và 3-0 kèo sang. Chúng ta cùng đến với kèo thi đấu AC ngay sau đây.